Em xin kính chào quý vị cô chú anh chị đang đến với kênh YouTube Tuổi Nhật TV, hàng Nhật chính hãng. Em là Cảnh. Hôm nay em sẽ đưa mọi người đến thành phố Yokohama, một thành phố cảng rất là nổi tiếng của Nhật Bản anh chị nhé. Thì ở cái thành phố này em ghé vào cái cửa hàng này thì có những cái sản phẩm rất là chất lượng. Em quay cho anh chị giống như là cái sản phẩm ở đầu video đây. Một cái trầm này và một cặp loa Bose còn nguyên chân luôn. Giá không hề cao một chút nào. Nó chỉ bị bong một chút ở cái góc kia thôi. Em thấy đây là một cặp, một bộ, đúng không ạ? Phải gọi là một bộ cực kỳ chất lượng anh chị nhá. Rất đẹp. Tiếp đây là một, cũng là một combo gồm có đầu CD 3 con 5 của Sony này. Và một cái đài câm cũng của Sony. Nó là một bộ anh chị nhá. Đấy, anh chị thấy không? Giá rất vừa phải luôn. Quá là ok đúng không ạ? Anh chị xem tới đây thì cho em xin một nút thích video. Anh chị làm ơn ấn nút thích video giúp cho em với nhé. Đây là một cặp Bose 301 Series 2. Cái cặp loa này thì em thấy cái chỗ, cái khung của cái e-căng này nó hơi bị vỡ rồi này. Đây, và cái viền này cũng bị nứt rồi, đúng không ạ? Nhưng mà giá họ bán ra thì không có là cao lắm. Cũng vừa phải thôi. Không biết là họ đặt cái vật nặng gì đó lên cho nên nó bị như thế. Rất là tiếc. Tiếp đây là một cái đài Panasonic. Một cái đài màu đỏ, đỏ tươi luôn. Đài băng và sóng AM, FM anh chị nhé. Còn hoạt động hoàn toàn bình thường. Đài Panasonic. Cái này những năm 1990 anh chị ạ. Và sản xuất ở Singapore. Made in Singapore anh chị nhé. Cũng là một cái đài rất là hiếm. Như cái đài này em bán ở Việt Nam có giá là 2 triệu 500 nghìn đồng anh chị ạ. 2 triệu 500 nghìn anh chị nhé. Đó, màu đỏ rất là hiếm. Cái thời mà Singapore đang phát triển thì Nhật Bản họ đặt nhà máy ở đó anh chị nhé. Những năm 90, cuối những năm 80, đầu năm 90. Và tiếp đây có một cái âm ly rất là hiếm này. PMA890DG. Cực kỳ hiếm anh chị ạ. Đây là lần đầu tiên em gặp cái âm ly này. Thường là 890 màu đen thôi. Nhưng mà đây là có màu gold luôn anh chị nhé. Và hai hồi gỗ. Đó, có thể là rất là nhiều anh chị quan tâm đến cái sản phẩm này. Về báo giá sản phẩm thì anh chị hãy nhắn vào trang Facebook Hàng Nhật Giảm Giá.com hoặc là hai cái số Zalo ở trên màn hình quý vị anh chị. Nếu có thể anh chị hãy gọi trực tiếp vào hai số Zalo cho em nhé. Gọi trực tiếp vì là nhắn tin nhiều khi em không trả lời kịp vì cái lượng tin nhắn của em nó rất là lớn. Em sẽ quay video này, sau đó em về em tính toán khối lượng này, sau đó em mới báo giá chi tiết cho anh chị được. Còn trên video thì em báo nó sẽ không chính xác được anh chị ạ. Em chỉ báo giá đại khái tại Nhật thôi. Ví dụ như cái Lackman vừa nãy thì có giá khoảng 10-11 triệu. Đại khái như vậy anh chị nhé. Đây là một cái đài cassette của Akai này. Nó giá rất là vừa phải, đúng không ạ? Trong video này em sẽ quay cả đồng hồ đeo tay này. Rồi những cái đồ trang trí. Những cái túi hàng hiệu, đồng hồ Rolex. Rồi Omega, Longines, vân vân. Anh chị cố gắng theo dõi khoảng 30 phút video giúp cho em với nhé. Anh chị nào mà có thời gian thì theo dõi giúp cho em. Đây là một cái đầu khá là rẻ này. Còn bảo hành 6 tháng tại Nhật. Victor, mâm than. Ok ạ. Bây giờ em sẽ quay đến những cái loa thùng gỗ. Những cái loa này rất là nặng anh chị nhé. Chúng ta mà mua thì giá của nó tại Nhật thì cũng không quá là đắt đâu, nhưng mà nó liên quan đến khối lượng, cho nên là nếu mà chúng ta mua những cái thùng gỗ này thì chúng ta đi biển là hợp lý. Về cái tuyến loa thì còn rất là đẹp. Đây là những cái dòng loa rất là nổi tiếng của Diatông đúng không ạ? 1000ZA rồi 2000HR này vân vân. Cửa hàng này có hết anh chị ạ. Đây là một cái cửa hàng rất nhiều sản phẩm mà em thấy khá là ok. Đặc biệt là cái bộ ở đầu video gồm có một trầm và hai loa đứng. Đấy, cái này cái chân nó như bằng thép như thế này cơ mà. Nó nặng lắm anh chị ạ. Cho nên là chúng ta mà thích cái cặp này thì chỉ có đi biển thôi. Nhưng mà nhìn đẹp anh chị nhé. Tiếp đây là một cặp Bose. Cặp này sản xuất ở Mexico. 802 Series 3, bảo hành 3 tháng tại Nhật. Cặp này còn rất là đẹp anh chị ạ. Em thấy
gọi là cái độ mới của nó cực kỳ cao, có trên 90% anh chị nhé. Nhìn cái nhựa ở phía sau này nó không bị chầy xước hay gì cả thì em mới đánh giá được như vậy. Vô cùng đẹp, một cặp 802 series 3. Đây, cái 2000HR đây anh chị. 2000HR có giá khoảng 18-19 triệu. Bảo hành 6 tháng. Ai chà, đây có chép của Pioneer đẹp thế này nhưng mà chỉ có một cái thôi, tiếc quá. Pioneer PT2 chép sản xuất tại Nhật. Cho anh chị nào chưa biết thì em bán ở Việt Nam tất cả các sản phẩm liên quan đến audio, đồng hồ đeo tay, thực phẩm chức năng, rồi là mắt kính hàng hiệu, túi hàng hiệu vân vân. Đây là cái dây của RNC đúng không ạ? Ồ, cái này hình như là cái này là cái băng cối sản xuất ở Mỹ anh chị nhá. Ui giời, đẹp thế nhở. Hàng của Mỹ đây anh chị ạ, 465 Quantergy. Đây là cái gì, cái kèn này khá là rẻ. Kèn này thì như em thấy họ ghi là có hộp luôn anh chị ạ. Em lấy ra cho anh chị xem nhá. Còn rất là đẹp. Có hộp nhưng mà không có cái lưỡi gà để chúng ta thổi. Chúng ta mua để thổi thì chúng ta phải mua riêng một cái lưỡi gà nữa. Đây ạ. Kèn rất là đẹp luôn. Giá tại Nhật thì khoảng 4-5 triệu thôi, không quá là đắt. Đó, chúng ta mua thêm lưỡi gà nữa thì cũng ok đúng không ạ? Rồi em sẽ đi quay những cái sản phẩm khác. Rất là nhiều sản phẩm ok ở cái cửa hàng này anh chị nhé. Đây, bây giờ em sẽ quay cho anh chị xem cái 2000 Ba La Mã. Denon 2000 Ba La Mã màu vàng chanh. Bảo hành 6 tháng tại Nhật. Cái này còn cả hướng dẫn sử dụng luôn anh chị ạ. Hình thức cực kỳ đẹp luôn đấy. 3.025 mã. Ảnh của sản phẩm ấy cũng như là cái video em đều đăng ở trên trang Facebook nữa, Facebook hàng nhật giảm giá.com. Hiện tại đang có hơn 9.000 lượt anh chị cô chú theo dõi, thì anh chị ghé vào đó để chúng ta xem thêm. Đấy, PMASA11 này. Cặp này là cặp loa tự chế anh chị ạ. Màu nó rất là đẹp, cái e căng cũng như là cái gỗ chế kiểu dòng loa Buxell anh chị nhé. Mark Intoc MCD301. Wow, giá gốc khoảng 150 triệu và bây giờ họ bán ra khoảng 75-76 triệu. Bảo hành 6 tháng tại Nhật. Đây giờ em sẽ quay đến cái tủ này toàn đồng hồ anh chị nhé. Omega. Đồng hồ Omega, máy cơ, máy pin các kiểu. Đây là những cái Omega cổ. Giá nó không quá là cao. Đấy, những cái hàng trên này thì tương đối cao này. Đấy. Em có chụp lại hình ảnh những cái này anh chị nhá. Chụp qua tủ kính thôi. Nhưng mà em có chụp lại. Bởi vì là quay video thì cũng rất là khó nhìn. Đại khái là chỉ biết cho anh chị biết là có cái đấy thôi. Cho nên là em cố gắng em chụp lại rồi. Anh chị cố gắng bớt chút thời gian vào tường Facebook hoặc là vào tường Zalo để chúng ta xem thêm ảnh. Đấy, cái đồng hồ đẹp không ạ? Của Seiko, giá của nó đây ạ, 30.800. Cái này là hàng của Nhật anh chị nhé. Máy cơ tự động, hàng của Nhật. Đẹp, đúng không ạ? Japan. Cái này thì độ mới của nó trên 90% rồi. Rất là đẹp, khóa bướm. Máy cơ của Nhật, mặt số La Mã. Nó có cả kim xăng luôn. Kim xăng báo giờ tích cót đúng không ạ? Tiếp đây là cái đồng hồ Rolex này. Cái này thì là của nữ này. Cái này là vàng nguyên khối toàn thân luôn anh chị nhé. Vàng nguyên khối toàn thân. Còn nguyên hộp. Những cái đồng hồ Rolex giá trị cao như thế này thì em cũng đã bán rồi. Nếu mà anh chị theo dõi video của em thì biết là em bán tương đối nhiều những cái Rolex như thế này rồi. Cho nên là anh chị hoàn toàn có thể yên tâm về cái chất lượng cũng như là về cái giao dịch uy tín đúng không ạ? Hàng nó đắt tiền đến vài trăm triệu chứ không phải ít đúng không ạ? Có anh chị mua cả 3 chiếc luôn ấy. Nó đến hơn 1 tỷ đúng không ạ? Những cái mặt hàng này đều được Rolex Nhật Bản họ kiểm định rồi anh chị nhá. Chứ không phải là cứ đưa ra cửa hàng là chúng ta bán. Bởi vì giá trị nó rất là cao.
đây là Omega này. Cái này là máy cơ tự động. Đấy, nhìn những cái Omega chất lượng không ạ? 6 kim. Omega này. Quay qua tủ kính thì nhìn nó hơi loà loà mờ mờ, nhưng mà nói chung là anh chị mà thích thì nhìn cái dáng một cái là chúng ta cũng biết được, đúng không ạ? Còn cụ thể thì chúng ta phải vào ảnh của em để anh chị xem anh chị nhé. Em cũng cố gắng em chụp nhưng mà cũng tương đối. Nếu mà chúng ta gọi là chốt ấy thì là em sẽ đến em xem, lấy hẳn ra cho anh chị xem thật kỹ. Còn đâu về cơ bản là nó như thế này. Trước khi em quay lên video thì em đã đi một lượt để em check xem là nó như thế nào đã anh chị nhé. Thì em mới quay. Em phải chọn. Đấy, Tag Heuer này. Đây là những cái mặt hàng của Thụy Sĩ anh chị nhé. Ở Nhật Bản thì họ ưa chuộng của Thụy Sĩ này và của Đức này. Tất nhiên là của Nhật nữa rồi. Đấy, Thụy Sĩ, Đức, Nhật. Oris, cái này là của Thụy Sĩ anh chị nhé. Wow, cái này nó lộ cơ, nhìn nó ngầu dã man luôn. Bảo hành 3 tháng tại Nhật. Kinh khủng. Oris. Tất nhiên là kính sapphire chống xước. Chống chảy xước rất là tốt. Không thể chảy xước đúng không ạ? Wow. Rất nhiều đồng hồ. Chóng hết cả mặt luôn anh chị ạ. Nếu mà anh chị nào mà đam mê những cái đồng hồ ấy, mà vào cái cửa hàng như thế này thì chúng ta sẽ không biết bắt đầu từ đâu luôn. Dunhill này, cái này nữ thì hợp lý. Mặt chữ nhật. Orient này, hàng của Nhật anh chị nhá, nội địa Nhật Bản. Máy cơ tự động. Lộ cơ góc 9 giờ. Cái đồng hồ này nhìn rất là đơn giản thôi, sản xuất ở Thụy Sĩ này. Đấy, có mỗi cái mặt xong có 4 cái cọc số trắng trơn, nhưng mà nhiều anh chị lại thích cái kiểu như thế. Giá không đắt một tí nào luôn mà sản xuất ở Thụy Sĩ. Orient này, Orient này. Hai cái giống hệt nhau, khác mỗi màu thôi. Đây cái Seiko đây. Đó, à, cái cách mua hàng của em ấy thì là ví dụ anh chị chọn cái sản phẩm đồng hồ Seiko này chẳng hạn thì anh chị chụp lại màn hình nhá. Có cả cái bảng giá của nó tại Nhật. Sau đó chúng ta gửi cho em thì em sẽ báo giá cho anh chị. Jeplin, cái này của Đức này, rất đẹp nha. Cái hãng Jeplin này cực kỳ nổi tiếng của Đức. Rado này. Đấy, anh chị nhìn cái rado lục giác không? Rất là ok. Dây màu xanh xanh. Đấy, lại một cái của Đức nữa. Cái radio quả trứng này đợt trước em có bán một cái nhưng mà nó màu vàng. Cái này thì là màu thép đúng không ạ? Máy cơ tự động radio. Cái này giá rẻ anh chị nhá. Đợt trước em bán cái màu vàng ấy, nó còn nguyên hộp, giá nó rất là cao. Nó đắt gấp 3 lần 4 lần cái này cơ. Còn cái này thì rất là rẻ rồi. Đấy, máy cơ tự động anh chị ạ. Quả trứng, radio quả trứng. Anh chị chụp lại màn hình này, có bảng giá của cái đồng hồ này này. Sau đó có cả cái ngày em up video, ví dụ như hôm nay là ngày 17 tháng 4. Đấy, sau đó anh chị gửi cho em thì em sẽ báo giá thật chính xác cho anh chị. Và em nhớ được là nó ở cửa hàng nào. Chúng ta mà chỉ chụp một cái mặt đồng hồ thôi thì em không biết là cái cửa hàng nào mà giá bao nhiêu để em báo anh chị. Nên anh chị cố gắng giúp cho em. Đây, cái Omega đẹp không ạ? Nó cổ rồi. Nó cổ rồi thì có những cái dây của nó còn nguyên bản, có những cái là họ phải thay dây rồi. Nhưng mà về cơ bản là còn cái dây họ có thay đi chăng nữa thì cũng là cái dây tốt anh chị nhá. Đây Omega Divine này, 66.000 yên. Đấy, cái góc này toàn Omega thôi. Đây ạ, đây là một cái đồng hồ Thụy Sĩ này. Nhìn cũng rất là đẹp. Đó. Khó quay quá. Em zoom lên, cố gắng zoom nhưng mà zoom nó bị vỡ hình anh chị ạ. Longines này. Longines cơ tự động đấy. Máy cơ tự động. Cái màu đen đấy là cơ tự động anh chị ạ. Cả hai cái này đều bảo hành 3 tháng tại Nhật anh chị nhá.
chúng ta mua thì nên mua những sản phẩm còn bảo hành thì nó sẽ yên tâm, bởi vì họ đã chạy thử rồi. Đấy, cái radio nó đẹp không ạ? Nhìn nó rất là đơn giản thôi. Những cái thương hiệu như là Rado này, Omega, Longines ấy, giả sử mà dây họ có thay rồi thì em nghĩ là cũng không vấn đề gì đâu anh chị ạ. Nếu mà chúng ta mua được cái mà còn nguyên dây và còn mới đẹp thì tốt. Tất nhiên là tốt rồi, nhưng mà kể cả họ có thay dây thì em nghĩ cũng không phải là cái vấn đề lớn. Đương nhiên là khi họ thay dây thì cái giá nó sẽ rẻ đi một chút so với cái mà còn nguyên dây anh chị nhé. Italia, túi này của nữ này. Ui, còn nguyên cả thẻ rồi à, cái đâu, còn nguyên cả cái gì nhỉ, à, cái túi đựng sổ à. Gucci này. Đây là cái tủ gồm những cái phụ kiện, túi cặp. Ở cái cửa hàng này ấy, em thấy họ bày ra rất là nhiều giày. Giày của nam, giày của nữ có hết. Lát em sẽ quay. Giày rồi cặp vân vân. À đây em sẽ quay cho anh chị xem cái đồng hồ nhá. À, cái này thì còn nguyên hộp luôn. Cũng sản xuất ở Đức này anh chị. Đấy, cái hộp đẹp như thế này. Và tất nhiên cái mặt cũng rất là đẹp. Nhìn nó rất là đơn giản, không cầu kỳ một chút nào cả. Và độ mới thì vô cùng cao. Đấy. Có lịch ngày luôn, rất là tiện. Mặt số học trò. Chưa xài luôn anh chị ạ. Gần như là chưa sử dụng đúng không ạ? Còn nguyên cái siêu ở dưới đáy này. Đó, đây là một cái lựa chọn rất là ok, em nghĩ là như thế. Cái này về Việt Nam chắc là cũng tầm khoảng 5-6 triệu gì đó. Khoảng như vậy anh chị nhé. Đây. Đây là cái gì? Đồng hồ này cũng của Thụy Sĩ này. À của Đức, của Đức. Đấy, đúng cái hãng vừa nãy luôn anh chị ạ. Cũng là Bauhaus này. Đấy, giá là khoảng 4 triệu tại Nhật. Cái đó là dây hợp kim kim loại. Cái này là của Nhật anh chị nhá. Canon, Canon made in Japan, bảo hành 1 tháng. Ui, cái đồng hồ Hamilton. Một cái là máy cơ, một cái là máy pin anh chị nhá. Hai cái có cái dáng hình trái tim giống hệt nhau luôn. Nhìn đẹp thật đấy, nhìn cái này rất là lạ. Cái này nam nữ đều đeo được hết anh chị ạ. Cái này nhìn xinh này. Ồ. Orient này giá rẻ thế, máy cơ tự động. Bên trong đây còn có một cái Citizen, cũng là máy cơ. Lỗ cơ ở góc 7 giờ rất là đẹp. Ui, cái đồng hồ vàng Dung Han này của Đức này. À, cái có hai cái mắt đỏ anh chị. Hai cái mắt đỏ mặt đều đấy. Của Đức anh chị nhé. Cái này thì của Nhật này, 6 kim này của Nhật. Nội địa Nhật Bản. Giá khá là rẻ, 11.000 yên thôi. Khoảng 2 triệu gì đó, khoảng như vậy. À đây em thấy có cái Ferrari này. Cái này quá là ok luôn. Nhìn nó rất rất ngầu. À, Thụy Sĩ sản xuất anh chị ạ. Cái này anh chị lựa chọn là hợp lý này. Ferrari. Hàng hiếm đúng không ạ? Thụy Sĩ. Anh chị nào mà thích cái thương hiệu Ferrari con ngựa thì có thể là quan tâm đến cái đồng hồ đó. Bulgari, Bulgari made in Swiss, Swiss made đúng không ạ? Hàng của Thụy Sĩ. Đấy, cái audio ở trong cửa hàng này em vừa quay ấy. Tuy là không nhiều đâu nhưng mà cũng là những cái sản phẩm mà rất rất ok đúng không ạ? Rất là chất lượng. Ở nhà em hiện đang có một cái Adelong 2000. Em bán về Việt Nam với giá là 12 triệu 500 anh chị nhá. Về tận nhà cho anh chị một đường hàng không. Độ mới thì rất rất mới. Cái túi này là túi nam anh chị nhá. Anh chị nào mà có xe ô tô hoặc là chúng ta cầm cái túi này đi cầm tay đấy. Túi này túi cầm tay rất là hợp lý. Đựng những cái tài liệu nhỏ rồi những cái giấy tờ, điện thoại vân vân. Rất nhiều đủ các chủng loại. Họ bày cẩn thận quá, họ bày tận trong tủ kính như này nên là quay nó không được nét cho lắm, nhưng mà em chụp hình rồi anh chị nhé. Đó. Cái này giá tại Nhật khoảng 25 triệu này. Rất nhiều luôn.
đủ các kiểu, túi sách cho tới ví tay cầm tay, rồi ví nam ví nữ các kiểu. Cái này đẹp này, em thấy cái này độ mới rất là cao này. Ví tay, đây là một cái ví cầm tay của Gucci này. Ô, cái này cái màu nó kiểu màu bã trầu ấy, độ mới thì khoảng 80-85%. Đây, cái dưới đáy này nó bị kiểu như là nó bị bong một chút. Thôi, cái này chắc là cái màu này nó rất dễ bị cũ, đúng không ạ? Em đoán là như vậy. Cái màu nó đặc biệt, nhìn cảm giác nó hơi một tí là nó sẽ bị nhanh cũ ấy. Còn cái túi này thì đẹp này, của Gucci này, nhìn rất là thích cả hai cái luôn. Ô, cái túi của Quách này rẻ không ạ? Màu rất là tươi. Màu này các chị nhìn thấy chỉ có mê luôn. Đẹp như mới luôn ạ. Túi của Quách quá tuyệt vời cái túi này. Đó, màu hồng, hồng kiểu hồng đào đúng không ạ? Đây, túi này thì màu đỏ đen này, giá không cao một chút nào luôn, của Quách. Hai cái túi đều của Quách luôn anh chị nhá. Nhưng mà cái màu đỏ này em thấy có vẻ nó bắt mắt hơn này. Nhìn cái thiết kế của nó cũng khá là đẹp. Thôi bây giờ em đi quay giày anh chị nhá. Em thấy đây có một cái dãy giày đây rồi, em quay thử cho anh chị xem vài đôi. Đây, cái giày này thì là sản xuất ở Italia này. Kích thước của giày là 26. Như em là em đi rộng một chút, em đi có 25,5 thôi. Đấy, anh chị nhìn ở trong cái đáy họ ghi không? Made in Italia. Giày này là giày kiểu như dạng giày lười đúng không ạ? Còn khá là đẹp. Nó dưới đáy đây ạ. Nó có kiểu cái lỗ ở đây, nhìn rất là mới đúng không ạ? Không hẳn là mới 100% nhưng mà nó còn tương đối đẹp anh chị nhá. Giá cũng không quá là cao lắm. Cái này là hàng nội địa của Nhật này. Thấy Regen. Ô, nhìn cái đế họ thiết kế này. Cái này là size 25. Size 25. Cái size của Nhật ấy thì là nó tính cái chiều dài của bàn chân anh chị ạ. Từ gót chân cho tới cái điểm dài nhất ở trên mũi bàn chân chúng ta, để chúng ta đi nó chính xác đúng không ạ? Đây là size của Mỹ 81/2, size của châu Âu đấy, 81/2. Đây là những cái túi xách tay màu vàng bằng da rất là đẹp này, 44.000 yên. Đây kiểu như là một bộ ấy, nhưng mà hình như không phải, bán lẻ từng cái một anh chị nhé. Nhưng mà chắc là một người mang đi bán thì phải. Nhìn cái màu nó giống nhau. Nhìn cái rất là lạ. Cái túi này rất là to anh chị ạ. Xách đi trông như kiểu gọi là nghệ sĩ ấy. Túi to ấy. Quách này. Cái này rất ok luôn. Cặp của Quách. Giá không cao anh chị nhá. Bình thường thôi. Đó, cái này tầm khoảng hơn 20. Hơn 20. Túi vàng này, em quay lại một chút. Nhìn toàn thấy bóng thôi. Cố gắng em quay để biết đâu anh chị này thích chẳng hạn. Bây giờ em sẽ quay đến cái đồ trưng bày. Thì ở đây có lọ hoa này, có những cái cặp song kiếm này, vân vân. Nhiều đồ trưng bày lắm anh chị ạ. Có cả những cái đồ bằng đồng nữa. Lọ hoa để đa chủng loại luôn, đủ các kiểu. Ui, cái này là một cặp luôn anh chị ạ. Một cặp đấy. Một cái hình dài dài, một cái hình bầu bầu đúng không ạ? Nó là một cặp. Hoa văn nó khá là giống nhau. Không biết là hoa gì nhưng mà nó khá là giống nhau. Nhiều dã man luôn, đủ các loại lọ hoa. Đủ chủng loại. Màu này đẹp thế, màu kiểu màu nước ấy. Hoa như hoa dâm bụt ấy. Ai chà, dưới này này, đủ các loại lọ hoa. Anh chị nào mà mới xây nhà thì mua lọ hoa về trưng bày thì thôi, khỏi phải nghĩ đúng không ạ? Thấy. Ôi, mấy cái lọ này cũng đẹp này.
Năm ngoái, hè năm ngoái em có về Việt Nam chơi. Em vào gốm Chu Đậu ở Hải Dương, quê em ở Hải Dương anh chị nhé. Thì gốm Chu Đậu cũng không xa nhà em lắm, cách khoảng 5 cây thôi. Cực kỳ là nhiều gốm đẹp mà đắt tiền vô cùng luôn, vài trăm triệu anh chị ạ. Ui, đây là một cái lư bằng đồng. Lư bằng đồng, đó, chiều cao thì khoảng 40, còn nguyên cả hộp luôn. Bằng đồng anh chị nhé. Cái này giá ok này. Bằng đồng mà cái giá như thế này thì quá là vừa phải. Lư đồng. Đốt hương này kia đúng không ạ? Kỳ lân này. Cái con kỳ lân này giá tương đối đắt này. 33.000 yên. Nhưng mà công nhận đẹp. Nhà em cũng có một con y như thế này luôn. To hơn một chút nữa ấy. À không, bằng như thế này thôi. Như này là kích cỡ to nhất rồi. To nhất của con kỳ lân này rồi. Bộ ngựa kéo xe bằng thủy tinh pha lê đúng không ạ? Nó rất đẹp. Song mã kéo, kiểu như cái kéo cái xe quả bí của công chúa. Đây là một cặp tứ mã kéo xe, có cả hai người đi kèm luôn à. Hình như hai người này là một bộ thì phải. Cái này em sẽ phải kiểm tra. Họ để trong tủ kính anh chị nhé. Rất đẹp. Còn đây là cặp song kiếm này. Còn nguyên cả hộp bằng giấy này luôn. Cặp song kiếm có một cái dài, một cái ngắn anh chị nhé. Đây thì chỉ có một cái kiếm đơn thôi. Nhưng có một cái kệ kê rất là đẹp. Một cái kệ cực kỳ đẹp luôn. Mua thêm một cái nữa thì đẹp. Thuyền này, thuyền bằng da. Cái đồng hồ này là chạy bằng pin anh chị nhé. Hàng nội địa của Nhật à, giá gốc tại Nhật thì đây 22.000 yên. Sau thuế là 22.000 yên anh chị nhé. Bây giờ họ bán ra thì với giá như thế. Độ mới thì gần như là mới luôn rồi. Một quả cầu này. Quả cầu này nó chạy bằng từ. Chúng ta cắm điện vào thì cái quả cầu nó cứ quay như thế này thôi. Nhìn cũng rất là lạ đúng không ạ? Nhìn cũng khá là hấp dẫn. Chúng ta để ở bàn làm việc cũng hợp lý. Lại cô công chúa rồi quý tộc này kia. Ui, nhìn cái gen ở cái váy này rất là thật luôn. Rất thật đấy. Nhìn rất đẹp. Đây là lại một kệ gọi là toàn đồ trưng bày này. Có đồng hồ này. À đây, cái đồng hồ này, đồng hồ kiểu hiện giờ này. Cái này là của Nhật này. Cái Seiko này của Nhật. Đẹp thế nhở. Màu cái nước mạ còn rất là sáng nhá. Cái này thì là sản xuất ở Hàn Quốc này. Của Citizen Hàn Quốc sản xuất. Đấy, ngày xưa những năm 50-60 thì phải. Nhật Bản gọi là gì nhở, đầu tư công nghệ sang Hàn Quốc nhiều. Thế là Hàn Quốc họ học được hết của Nhật rồi. Cái đồng hồ này cũng rất đẹp này. Có hai cậu bé thiên thần đang xích đu đúng không ạ? Của Citizen Nhật Bản. Cái mặt thì màu đỏ rất là đẹp, kiểu như đỏ ruby ấy. Cọc số La Mã. Giá gốc tại Nhật thì khoảng gần 3 triệu. Đấy là giá gốc ngày xưa anh chị nhé. Cái lọ hoa. Lọ hoa của kệ có giá luôn, rất đẹp. Có hình con công đực, con công cái đúng không ạ? Có cả tai luôn, lọ hoa có tai luôn, rất là đẹp. Có cả đồ trưng bày đặt lên cái kệ luôn. Ui, hai cái này đúng lại là một cặp này. Cặp này gọi là cặp lệch anh chị ạ. Một cái thì cao, một cái thì tròn bầu. Nhìn rất đẹp. Bày để một cặp thì cũng rất là ok. Cái này thì bằng thủy tinh, pha lê, nội địa Nhật anh chị nhé. Hàng ok đúng không ạ? Ui, nhìn cái này. Màu tươi thật đấy. Đây giá 7.700 yên. Đẹp, công nhận đẹp. Một cái lọ hoa có gọi là men in hình con rồng này. Phong cách thì phong cách kiểu châu Âu à. Nhưng mà cái này là hàng của Nhật anh chị ạ.
rất là đẹp. Quá ok. Đây cái tem bên dưới đây. Đó, rất là nhiều hàng. Cái lọ hoa này đáng để chúng ta quan tâm đấy anh chị ạ. Đây cũng là một cái kiểu như là cái bình rượu ấy. Bình rượu, cái này bằng cái chân này bằng đồng thì phải. Cái chân bằng đồng và cái lắp cũng bằng đồng thì phải. Cái men thì là men cổ rồi. Không biết là bình đồng, bình dựng cái gì. Cái này để làm gì ta? Có một cái bát bằng đồng này. Để mài mực à? Không phải, để ăn trầu. Không biết, hình như để ăn trầu à. Kiểu như cái bát ăn trầu của các cụ ở Việt Nam ngày xưa anh chị ạ. Chứ bên Nhật thì họ không có ăn trầu. Đây là một bộ để chúng ta trưng bày hay là để chúng ta thắp hương ở trên bàn thờ, rất là đẹp này. Có hai cái ly cao này và năm cái ly nhỏ. Cặp này vô cùng đẹp luôn. Rất đẹp anh chị nhá. Đó, anh chị nào mà thích cái kiểu như thế này thì chúng ta có thể quan tâm cái cặp này được. Hình thức vô cùng đẹp. Một loạt những cái thắt lưng này. Có hơi mẹc này. Giá cũng bình thường thôi. Em thử bảo lấy cho cái ví này xem nào. Cái ví này là của Burberry à? À, của Dunhill. Đây, cái màu này thì là màu kiểu màu nâu. Nâu đất à? Gọi như vậy. Không bị rách gì cả. Cái này chắc là họ cũng chỉ xài lướt thôi. Không đáng kể gì về cái mức độ xài của người ta cả. Rồi, em cảm ơn mọi người đã xem video của em. Em xin phép được dừng video tại đây bằng cái hình ảnh ông cụ này. Rất đẹp đúng không ạ? Có cả kệ luôn. Rồi, em chào mọi người.